Xin chào mọi người, đặc biệt là các anh chị sinh từ năm 1960 đến năm 1969. Đây là video clip em sẽ tổng hợp và chia sẻ đến các anh chị các cái tuổi hợp để mà xong nhà xong đất ngày Tết đối với tất cả các tuổi từ 60 đến 69. Thì đây là cái bộ tuổi của các anh chị vẫn còn đang rất là sung mãn ở trong cái công việc cũng như là cái công cuộc mà kiếm tiền, khẳng định cái sự có kinh nghiệm trong cuộc sống, để mà có tiền tài tích lũy cho con cháu, cho những cái lo âu cho thế hệ sau, để có một cái tuổi hợp mệnh tốt cho mình về mọi mặt, để mà xong nhà, để cầu mong cái Tết của năm Tân Sửu năm 2021 được nhiều thuận lợi, tài lộc dồi dào đối với tuổi của các anh các chị. Thì do là hôm qua em có làm cái live stream nói về các tuổi này, rất là nhiều người comment hỏi, có người thì hỏi tuổi này hỏi tuổi kia, thì thậm chí là một cái tuổi hỏi rất là nhiều lần, cho nên là thôi bây giờ em tổng hợp vậy, các anh các chị tự vô đó coi cho nó dễ dàng. Rồi đầu tiên hết á, thì trong hàng 6 thì dĩ nhiên là sẽ phải là người Canh Tý, sinh năm 1960 với cái mệnh thổ. Thì người Canh Tý á, đối với em á, là cái tuổi mà xong nhà đó thì chỉ nên xét ở cái khía cạnh là thiên can và địa chi thôi, chứ còn mà xét tới mệnh luôn á, thì nó quá là gọi như là chi tiết. Vì người ta chỉ đến xong nhà chúc Tết mình thôi, thì không có ở chung trong nhà nên không cần thiết phải xét về mệnh. Thường thì trong tử vi á, cái chủ thiên can á, là ảnh hưởng nhiều đến công việc, công danh, sự nghiệp, tài lộc. Còn cái địa chi á, thì đến với cái đó là cái ngọn, thì đó là cái gia đạo, tình cảm, mọi điều xuất phát. Cho nên là thôi thì chọn cái tuổi nào có được hợp cả thiên can và địa chi thì nó quá tốt. Còn nếu không được thì chỉ chọn một là thiên can, hai là địa chi ha. Thì đầu tiên hết, người Canh Tý thì chữ ất của thiên can á, mà thuộc ngũ hợp là ất hợp canh. Còn mà tam hợp của Tý thì gồm có thân và thìn. Lục hợp của Tý thì là sửu. Cho nên nếu như vậy với ất sửu sinh năm 1985 là thiên can thuộc ngũ hợp của Canh Tý. Rồi là địa chi là lục hợp của Canh Tý. Nếu như vậy thì ất sửu sinh năm 1985 là tuyệt vời nhất, số 1 đối với Canh Tý. Số 2 thì gồm có hai tuổi, đó là Canh Thìn và Canh Thân. Vì sao? Vì chữ Canh đồng hàng với chữ Canh, Canh Tý. Thân, nếu mà Canh Thân với Thìn là tam hợp với cái bộ tam hợp Thân Tý Thìn với tuổi. Như vậy là cũng có thể chọn hai cái tuổi đó, hay đó là đứng hàng số 2. Còn hàng thứ 3 đó thì có sẽ có 3 tuổi, gồm có Mậu Thìn, Mậu Thân. Thì gì? Chữ Thân Thìn vẫn tiếp tục là cái bộ tam hợp Thân Tý Thìn. Chữ Mậu, nạp âm của Mậu là thổ, mà Canh là kim. Như vậy nạp âm ngũ hành của thiên can là chữ Mậu sinh chữ Canh. Ok ha, cho nên là mình sẽ chọn Mậu Thìn. Còn sửu thì có lục hợp á, thì có kỷ sửu. Chữ kỷ với lại chữ Mậu thì đều là nạp âm thổ sinh cho chữ Canh là kim. Sửu thì là sinh năm 1949 hoặc là 2009 thì là có lục hợp với tuổi Tý. Ok ha. Rồi tiếp đến đó là Tân Sửu. Tân Sửu sinh năm 1961 cũng tiếp tục là một người mệnh thổ. Bính thì hợp Tân, Sửu với Tý là lục hợp, cho nên Bính Tý là ok nhất, number one. Khi Bính với Tân là thiên can thuộc ngũ hợp, Tý với Sửu là lục hợp địa chi. Ok, Bính Tý 1996 sẽ rất tốt cho Tân Sửu 1961. Rồi tiếp đến đó là Tân Tỵ và Tân Dậu. Vì thiên can chữ Tân đồng hàng, Dậu và Tỵ là bộ tam hợp Tỵ Dậu Sửu. Ok, đó. Rồi thứ ba thì phải nói đến Kỷ Tỵ và Kỷ Dậu. Kỷ Tỵ 1989 và Kỷ Dậu 1969. Vì sao? Vì chữ Kỷ, thiên can chữ Kỷ là nạp âm ngũ hành là thổ, sẽ sinh ra chữ Tân là kim. Nạp âm ngũ hành là tương sinh. Rồi
bộ Tỵ Dậu với Sửu là bộ Tam Hợp. À, đồng nghĩa với cái việc đó thì Mậu Tý, chữ Mậu cũng là thổ, à, sẽ sinh ra chữ Tân là kim, rồi là Tý với Sửu là lục hợp. À, cho nên là thứ cái những cái tuổi mà tốt thứ ba gồm có Kỷ Tỵ, Kỷ Dậu và Mậu Tý đối với Tân Sửu ha. Rồi tiếp đến đó là Nhâm Dần. Nhâm Dần sinh năm 1962 thì Nhâm Dần thì thuộc kim. À, chữ Nhâm á, muốn có thiên can ngũ hợp thì gồm chữ Đinh. À, Dần có tam hợp là Ngọ Túc. À, lục hợp là Hợi. Như vậy à, tốt nhất của Nhâm Dần là Đinh Hợi, sinh năm 2007. À, trai gái gì cũng được. Rồi thứ nhì sẽ gồm có Nhâm Ngọ và Nhâm Túc. À, Nhâm Ngọ 202, Nhâm Túc 1982. Khi chữ Nhâm đồng hàng Ngọ Túc thì là tam hợp. Ok, tiếp đến đó là Canh Túc và Canh Ngọ. Vì chữ Canh nạp âm ngũ hành là kim, Nhâm là thủy, như vậy là kim sinh thủy về nạp âm ngũ hành của thiên can. Còn cái bộ Ngọ Túc thì là tam hợp, cho nên ok. À, cùng với vậy thì có Tân Hợi. Tân Hợi thì chữ Tân cũng là kim, à, Nhâm là thủy, à, cho nên là nạp âm ngũ hành vẫn tiếp tục là tương sinh. À, của thiên can là tương sinh, Hợi với Dần là lục hợp. À, như vậy thì người Nhâm Dần thì có à, tốt nhất vẫn là Đinh Hợi, thứ nhì Nhâm Ngọ và Nhâm Túc, thứ ba thì Canh Túc, Canh Ngọ và Tân Hợi giống nhau. Ok, tiếp đến đó là người Quý Mão. Người Quý Mão chắc chắn cũng là một người thuộc kim tiếp. À, như vậy Mậu thì hợp quý, à, Mão với Túc là lục hợp, như vậy sẽ chọn Mậu Túc sinh 1958 hoặc là 2008 là tuyệt vời đối với à, người Quý Mão. À, rồi bên cạnh đó cái thứ hai sẽ là Quý Hợi vào à, Quý Hợi và Quý Mùi 2003. À, Quý Hợi thì 1983, Quý Mùi thì 2003, khi chữ Quý là đồng hàng. À, Hợi Mão Hợi Mùi thì là đồng, có bộ tam hợp Hợi Mão Mùi với lại Quý Mão. À, cái thứ ba thì dĩ nhiên là sẽ có chữ Tân và chữ Canh, khi Tân Canh thì thuộc kim, à, Quý thì thuộc thủy. Như vậy thì Tân Hợi sinh năm 1971, à, với chữ Tân là thuộc kim sinh ra chữ Quý, à, của Quý Mão về nạp âm ngũ hành của thiên can. Hợi với lại à, Mão là bộ tam hợp, Tân Hợi, Tân Tân Hợi với lại à, Tân Mùi. Ok, đúng không? Tân Hợi với Tân Mùi 1991 ha, Tân Hợi với Tân Mùi 1991 là ok. Rồi bên cạnh đó thì cũng vẫn có thể là Canh Túc với chữ Canh là thuộc kim, à, sinh tiếp ra chữ Quý, à, nạp âm ngũ hành mà. Rồi à, Túc với Mão là lục hợp, đúng không? Như vậy thì Quý Mão sẽ gồm Mẫu Túc tốt nhất, tốt nhì có Quý Hợi, à, Quý Mùi, à, thứ ba thì có Canh Túc, Tân Hợi và Tân Mùi ha. Rồi tiếp đến đó là người Giáp Thìn. À, Giáp Thìn thì thuộc hỏa, như vậy Giáp là sẽ hợp kỹ, à, Thìn lục hợp là Dậu mà tam hợp là Tý và Thân, như vậy thì à, người Giáp Thìn tốt nhất vẫn là Kỷ Dậu, khi Kỷ với Giáp là ngũ hợp, Thìn với Dậu là lục hợp. Ok, Kỷ Dậu. Rồi bên cạnh đó cái thứ hai là Giáp Thìn thì sẽ có Giáp Tý và Giáp Thân, khi chữ Giáp đồng hàng ha. Giáp Tý thì 1984, Giáp Thân thì 2004. À, ok, chữ Giáp đồng hàng, Thân Tý Thìn thì tam hợp, ổn. À, bên cạnh đó cái thứ ba là chữ Quý. Vì sao chữ Quý là thủy, à, Quý và Nhâm là thủy, sẽ tương sinh ra chữ Giáp về nạp âm ngũ hành của thiên can. Như vậy thì Quý Dậu cũng là một trong ba cái tuổi mà đứng hàng thứ ba, khi chữ Quý sinh ra chữ Tân về nạp âm ngũ hành, Dậu với Thìn là lục hợp. Rồi Nhâm Tý thì chữ Nhâm, Nhâm Tý và Nhâm Thân
chữ nhâm nạp âm của hành cũng là thủy, sinh ra chữ chữ giáp. Là thân tí thì là tam hợp với thìn. Ok ha, như vậy thì cái của giáp thìn sẽ là kỷ dậu thứ nhất, giáp tí, giáp thân thứ hai, thứ ba là quý dậu, nhâm tí và nhâm thân. Ok, có tới 7 tuổi là tha hồ mà lựa ha các anh các chị ha. Rồi tiếp đến đó là ất tỵ. Ất tỵ thì là một sinh năm 1965 là hỏa. À, ất ngũ hợp với canh. À, tỵ thì lục hợp thì có thân, tam hợp thì có dậu sửu. À, như vậy thì rõ ràng nếu mà nếu so với tam hợp và lục hợp thì lục hợp vẫn hơn. Như vậy ất tỵ sẽ hợp với canh thân, khi ất hợp canh, thân tỵ thì là lục hợp. À, như vậy ất tỵ sẽ chọn 1980 là tuyệt vời. Rồi, cái thứ hai thì phải là ất sửu và ất dậu. Khi thiên can chữ ất đồng hàng, à dậu sửu thì là có bộ tam hợp. Ất sửu thì sinh năm 1985, ất dậu thì sinh 2005. Trai gái gì cũng được nha mọi người. Rồi, cái thứ ba thì phải nói đến nhâm thân. À, vì sao? Vì chữ nhâm là thiên can là thủy, à sẽ sinh ra chữ ất là mộc. À, thiên can của nạp âm ngũ hành thiên can là tương sinh. À, thân với tỵ là lục hợp. À, cho nên là nhâm thân cũng là một trong những cái tuổi. Ok, rồi đến đó là quý sửu và quý dậu. Khi chữ quý của hai cái này cũng nạp âm ngũ hành là thủy, sinh ra ất của ất tỵ. À, còn là sửu với dậu thì mọi người biết rồi, nó là tam hợp với lại tỵ. À, như vậy thì mấy cái tuổi của song nhà tốt cho người ất tỵ sẽ gồm có canh thân đứng đầu, à ất sửu ất dậu thứ hai, thứ ba là nhâm thân, quý sửu và quý dậu. Rồi đến bính ngọ sinh năm 1966, à thiên hà thủy. À, đây thiên hòa thủy thì bính thì sẽ hợp tân về thiên can thuộc ngũ hợp, còn lục hợp ở trong địa chi là ngọ và mùi. Nhà như vậy thì bính ngọ sẽ là tân mùi là đẹp nhất, tân mùi 1991. Khi bính với tân là thiên can thuộc ngũ hợp, mùi với ngọ là lục hợp về địa chi. Số 1. Số 2 sẽ gồm bính dần và bính tuất. Khi cả chữ bính của hai cái bính dần và bính tuất này đồng hàng với chữ bính ngọ, và tuất và dần là tam hợp với ngọ. Ok. Cái thứ ba sẽ gọi là giáp dần, giáp tuất. Giáp dần 1974 và giáp tuất là 1994. Vì chữ giáp là nạp âm ngũ hành là mộc, chữ bính là hỏa, cho nên là thiên can của nạp âm ngũ hành của thiên can nếu mà chọn hai tuổi này là tương sinh, và địa chi là tam hợp. Ok. Bên cạnh đó cũng sẽ là ất mùi, khi chữ ất cũng là nạp âm ngũ hành mộc, à được tương sinh cho cái chữ bính về nạp âm ngũ hành thiên can. Rồi là mùi với ngọ là lục hợp. À, cho nên là đối với người bính ngọ, đứng nhất vẫn là tân mùi, thứ nhì là bính dần và bính tuất. À, thứ hai, thứ ba là giáp dần, giáp tuất và ất mùi cùng ngang ngang nhau ha. Rồi tiếp đến đó là các anh các chị tuổi đinh mùi sinh năm 1967. À, đinh thì hợp nhâm, mùi với ngọ là lục hợp. Như vậy đinh mùi tốt nhất vẫn là nhâm ngọ 202, sinh năm 202 ha. Khi chữ đinh hợp chữ nhâm, thiên can thuộc ngũ hợp, và mùi và ngọ là địa chi thuộc lục hợp, cho nên number one là nhâm ngọ. Thứ hai dĩ nhiên sẽ là đinh hợi và đinh mão, khi cái chữ đinh đồng hàng với chữ đinh của đinh mùi của các anh các chị. Mão mùi ha, à, mão hợi thì là thuộc tam hợp với hợi mão mùi ha. Thứ ba là giáp ngọ, nạp âm của giáp là mộc, và tương sinh cho chữ đinh, nạp âm của đinh là hỏa, mùi với ngọ là lục hợp. Ok, cho nên là giáp ngọ sinh 2004 cũng ok. Tiếp đến đó là ất hợi và ất mão, khi chữ ất cũng là nạp âm ngũ hành là mộc, sẽ tương sinh cho chữ đinh, còn hợi với mão là đúng cái bộ tam hợp hợi mão mùi như đã ở trên ha. Như vậy thì đinh mùi nhắc lại sẽ là nhâm ngọ 202 là number one, thứ nhì là đinh hợi và đinh mão, thứ ba là giáp ngọ
Ất Hợi, Ất Mão. Ok. Rồi, tiếp đến đó là người Mậu Thân, sinh năm 1968 với mệnh Thổ. Thì Mậu sẽ hợp Quý. À, Thân thì có bộ tam hợp là Tý Thìn. Lục hợp là Tỵ. À, như vậy tốt nhất của Mậu Thân là Quý Tỵ, sinh năm 2013. Ok, là xong nhà là năm bộ anh. Thứ nhì sẽ là Mậu Tý và Mậu Thìn. Khi chữ Mậu này sẽ đồng hàng với chữ Mậu Thân. Tý Thìn thì là tam hợp. Ok. Thứ ba sẽ là Bính Tý ha và Bính Thìn. Khi Bính của thiên can nạp âm ngũ hành là hỏa sẽ sinh ra nạp âm ngũ hành của chữ Mậu, của Mậu Thân, và Tý Thìn cũng tiếp tục là bộ tam hợp. Bên cạnh đó thì sẽ Tân Tỵ cũng giống như là Bính Tý và Bính Thìn, khi chữ Tân ha. Quên lộn, Ất Tỵ chứ. Đinh Tỵ lộn là Đinh Tỵ, sinh năm 1977 ha, hồi cũng quên này. Đinh Tỵ sinh năm 1977, khi chữ Đinh nạp âm ngũ hành là hỏa ha, sẽ sinh ra chữ Mậu về nạp âm ngũ hành ha. Tỵ với Thân là lục hợp. Ok, đó là người Mậu Thân. Tiếp đến đó là người Kỷ Dậu, sinh năm 1969. Kỷ thì hợp giáp, mà Dậu với Thìn là lục hợp. Như vậy Kỷ Dậu sẽ rất hợp với lại giáp Thìn, sinh năm 1964 ha. Rồi, cái thứ nhì của Kỷ Dậu chắc chắn sẽ là Kỷ Tỵ và Kỷ Sửu. Khi chữ Kỷ đồng hàng với lại Kỷ Dậu, Tỵ Sửu thì thuộc cái bộ tam hợp Tỵ Dậu Sửu. Đối với tuổi của các chị. Rồi, cái thứ ba sẽ là Đinh Tỵ, sinh năm 1977 ha. Rồi, Đinh Sửu 1997, khi chữ Đinh nạp âm ngũ hành là hỏa sẽ sinh ra nạp âm ngũ hành của chữ Kỷ là Thổ ha. Tỵ Sửu là bộ tam hợp với Dậu ha. Tỵ Dậu Sửu đồng nghĩa với cái đó, cũng Bính Thìn cũng sẽ là một cái tuổi ok. Khi Bính nạp âm ngũ hành cũng là hỏa sẽ sinh ra chữ nạp âm ngũ hành của Kỷ, và Thìn và Dậu là lục hợp. Như vậy thì em đã chia sẻ xong những cái tuổi gọi là tương đối hợp nhất, hợp nhì, hợp ba đối với tất cả các anh chị thuộc gia chủ là hàng 6 từ 60 đến 69. Hy vọng rằng các anh chị có cái sự lựa chọn làm sao cho đúng tuổi, hợp mệnh để mà có được cái người xông nhà đem lại nhiều may mắn, phúc lộc, sức khỏe cho các anh các chị, để mà có được cái năm Tân Sửu năm 2021 nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống. Kính chúc các anh chị năm mới an khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏe, tài lộc hanh thông. Các anh các chị xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người khác được biết mà ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Phong Thủy và Cuộc Sống cũng như Tử Vi và Cuộc Sống, xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái video khác về tử vi, phong thủy cũng như là các cái mặt khác về tử vi ở trong cuộc sống. Rất vui và hẹn gặp lại các anh chị ở những video tiếp theo. Bye bye.